Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các riêng, thưa anh em linh mục phó tế trong giáo phận Nha Trang thân yêu, chúng ta vừa nghe lời Chúa. Tất cả đều hướng tới việc loan báo tin mừng. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô, Ngài đã chia sẻ lại trong bài đọc thứ nhất. Để có thể nói về Chúa, để có thể loan báo Chúa, để có thể làm chứng cho Chúa, thì bản thân mình rõ ràng phải hiểu Chúa, phải học với Chúa, phải nghe tiếng Chúa, phải nhìn thấy Chúa, phải có Chúa trong tâm hồn và đời sống của mình. Chính vì thế, trên bước đường rao giảng tin mừng, Thánh Phaolô đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm hết sức là quý giá. Tôi đành thua lộ hết mọi sự để được cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa tôi và thuộc trọn về Chúa tôi. Và như thế, có nghĩa là khi sống ở giữa thế gian, có biết bao nhiêu điều hấp dẫn, nhưng chỉ có một điều duy nhất đối với Thánh Phaolô là kho tàng đến từ trời, đến từ Thiên Chúa. Kho tàng đó là Đức Giêsu Kitô. Mà vì vậy, trong suốt cả cuộc đời của mình, dầu nơi này, nơi kia, Ngài thiết lập các giáo đoàn, Ngài trở nên như người thủ lãnh, nhưng luôn luôn Ngài xưng mình là môn đệ của Đức Kitô, tôi tớ của Đức Kitô. Tôi đành thua lộ hết mọi sự để được biết Chúa tôi và thuộc trọn về Chúa tôi. Tôi không còn muốn biết điều gì khác ngoài trừ Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. Vâng, kinh nghiệm của người loan báo tin mừng tuyệt vời là Thánh Phaolô
soi sáng cho chúng ta, để không phải chỉ có một mình Thánh Phaolô mà tiếp nối đời sống loan báo tin mừng theo gương của Thánh Tông đồ Phaolô. Trải qua dòng lịch sử, chúng ta chứng kiến biết biết bao nhiêu thế hệ đã rời bỏ quê hương mình, rời bỏ nơi an toàn của mình, để trước mặt mình là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, thể hiện nơi cây thập giá. Đi đến đâu thập giá Chúa soi đường, gặp gỡ ai thập giá Chúa chính là nguồn chúc lành chúc phúc. Bài đọc thứ nhất thật đặc biệt và nhắc nhở tất cả chúng ta khi loan báo tin mừng. Và rồi trong bài phúc âm, một bài phúc âm tuyệt vời nói về hai môn đệ trên làng Emau và đồng thời cuộc gặp gỡ với Chúa. Chúng ta có thể dừng lại đôi phút để thấy Chúa đồng hành với hai môn đệ trên đường Emau như thế nào. Trước hết là sự gặp gỡ của Chúa. Hai môn đệ lủi thủi trên con đường đó bởi vì trong tâm hồn của họ buồn sầu, họ đối diện với đau thương và thất bại. Họ không tìm ra cái niềm vui cho lẽ sống của mình. Cụ thể là cả hai đều nói về sự thất bại, nói về sự tuyệt vọng và thậm chí nói về sự chết. Chúa Giêsu đến với họ, gặp họ, đồng hành với họ. Không phải chỉ thế mà thôi, Ngài còn lắng nghe tất cả tâm sự của họ. Ngài không cãi lại họ, Ngài không dùng lời lẽ để biện minh. Không, Ngài nhẹ nhàng lắng nghe. Để rồi sau đó, một cách tế nhị, Ngài gợi ra một tia sáng hy vọng cho họ. Việc gì thế? Việc gì thế? Sao là buồn thế? Rõ ràng có một sự gặp gỡ, có một sự lắng nghe, có một sự đồng hành, có một sự sẻ chia trong cuộc sống với hai môn đệ Emau. Hai người môn đệ này ngỡ ngàng. Tại sao Ngài không buồn như chúng tôi? Tại sao Ngài không bi quan như chúng tôi? Tại sao? Tại sao? Và từ đó, thay vì trách móc, thay vì dùng quyền lực để trấn áp những xúc cảm của hai môn đệ Emau, Đức Giêsu nhẹ nhàng dùng Kinh Thánh, dùng lời Chúa soi sáng cho họ. Các bạn buồn cũng có lý đó, bởi vì Đức Kitô, Đấng Messiah, Đấng mà Thiên Chúa đã hứa, Đấng muôn dân trong đời, Đấng mà tất cả chúng ta đều chờ mong, Ngài đến trong thế gian trong tư cách là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Không phải bởi vì Ngài bất xứng, nhưng bởi vì Ngài yêu thương, Ngài gánh lấy trên bản thân của mình tất cả những đau khổ, những đau thương của đồng loại của mình. Lời Chúa soi sáng cho họ, để rồi dần dần họ hiểu rằng chỉ có lời Chúa là ánh sáng soi đường cho người môn đệ. Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống người môn đệ. Lời Chúa thức tỉnh người môn đệ. Lời Chúa
chính là sức mạnh vực dậy người môn đệ trong cơn thử thách. Và chính trong lúc đó, Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho hai ông. Hai ông nhớ lại điều mà Chúa đã làm trong đêm thứ năm tiệc ly. Nơi đó Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ và phán: tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con. Cầm lấy chén rượu và phán: tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu của giao ước mới đổ ra để nên ơn tha tội cho các con và cho mọi người. Họ nhận ra Chúa, nhờ lời Chúa, nhờ thánh thể của Chúa. Và chính lúc đó họ quay trở về với anh em của mình ở Jerusalem, để rồi họ cũng nghe những chứng tá như thế. Họ bao quanh thánh Phêrô là người anh cả của mình, để rồi từ đó không ai nói ai, đều cảm thấy mình được yêu thương, mình được tuyển chọn, mình được sai đi, sai đi loan báo về đấng đã yêu thương mình là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, con người loan báo tin mừng, chúng ta thường gọi là các tông đồ, những người được sai đi. Hai bài đọc lời Chúa chúng ta vừa nghe hôm nay cho chúng ta thấy rằng để được sai đi loan báo tin mừng cứu độ là loan báo Đức Giêsu Kitô. Mà chính vì thế cần phải gặp Đức Giêsu Kitô, phải nghe Đức Giêsu Kitô, phải để Đức Giêsu Kitô hướng dẫn. Và khi đã gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô thì Ngài luôn luôn đồng hành khi Ngài xin với Chúa Cha trao ban kho báu của Thiên Chúa là Thánh Thần cho các môn đệ của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã tuyển chọn chúng ta, vì Chúa đã sai chúng ta đi nói về Chúa, làm chứng cho Chúa và nhân dân Chúa, chúc lành cho dân Chúa. Không phải chỉ dừng lại đó mà thôi, chúc lành cho nơi mà chúng ta được sai tới. Và một trong những dấu chỉ hết sức là ý nghĩa và truyền thống là khi con người được sai đi đến nhiệm sở của mình, người đó thường cúi xuống và hôn mảnh đất đó để thấy rằng tôi đến không phải trong tư cách là một ông quan, một người có quyền lực, nhưng tôi đến trong tư cách là người được sai đi, là người tông đồ. Và cái dáng vẻ của con người sấp mình xuống để hôn mảnh đất nơi mình được sai đi nhắc bảo rằng người tông đồ của Chúa, người loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng phải là người biết từ bỏ, để lại đằng sau những gì mình gắn bó, để rồi khiêm tốn đón nhận phần đất những người mà Chúa trao ban cho mình để yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những ai thích dòng nhạc bolero có lẽ không xa lạ gì với bài hát
cát bụi cuộc đời, hay còn có một cái tên khác là vô thường kiếp nhân sinh của nhạc sĩ trẻ Hà Sơn, sinh năm 1987 ở Trà Vinh. Bài hát đó bắt đầu như thế này: Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu, ai gian khó, mai xa kiếp con người, vời với các bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Lời bài hát khá là sâu sắc, nói về vận mạng của con người, nói về thân phận cát bụi của con người. Và tiếp theo phía sau đó, nhạc sĩ mời gọi còn khi nào còn sống ở trần gian thì hãy yêu thương nhau, hãy làm tất cả những gì có thể được cho nhau. Với người Công giáo chúng ta trong thời gian này, chúng ta cũng nghe các bài tin mừng gần đây nói về thân phận cát bụi của con người. Không chỉ là nói về ngày tận thế của con người mà thôi, còn nói về ngày kết thúc của mặt trời, của mặt trăng, rồi của cả vũ trụ nữa. Thế thì chúng ta tự hỏi với nhau, nếu kết thúc như thế thì điều gì sẽ còn lại? Phải chăng như trong bài Cát bụi cuộc đời của nhạc sĩ Hà Sơn, chỉ còn lại đôi tay trắng? Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói mọi thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu. Mọi thứ đều qua, nhưng lời của Thầy sẽ chẳng qua đâu. Lời của Thầy là lời gì mà không qua, mà còn lại? Chúng ta nghe thì chúng ta biết chắc chắn rồi. Đó là chân lý trong tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng, luôn luôn đúng với mọi thời đại. Nhưng chúng ta còn biết thêm nữa, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ này bằng lời của Ngài. Lời đó là ngôi hai Thiên Chúa, chứ không chỉ là những lời Chúa Giêsu nói ra mà thôi. Và Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, cho nên những điều Chúa Giêsu nói đều có giá trị, đều đúng cho mọi thời đại, đều đúng khi Ngài tận thế. Nhưng chúng ta tự hỏi thêm một điều nữa, nếu như Ngài tận thế đó, mặt trời mặt trăng cũng không còn, con người cũng không còn, như vậy lời Chúa nằm ở đâu? Lời Chúa thường thường ghi trong sách thánh nè. Rồi bây giờ trời đất này đi qua đi hết rồi, vậy thì lời Chúa còn lại là còn ở đâu bây giờ? Lời Chúa không phải là lời chết nằm ở trong các sách thánh, mà lời Chúa là lời sống động. Giáo hội tin như vậy. Lời sống động đó là sống động như thế nào? Lời Chúa phải được đọc lên, thấm nhập vào tâm hồn của con người. Con người cảm nghiệm lời Chúa, rồi biến đổi đời sống. Qua sự biến đổi đời sống đó, lời Chúa thể hiện bên ngoài bằng hành động của con người. Cho nên lời Chúa luôn luôn sống với tâm tình của con người. Và Chúa nói là lời ta sẽ chẳng qua, có nghĩa là khi con người chúng ta yêu mến lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm lời Chúa, để cho lời Chúa biến đổi tâm hồn mình và sống theo lời Chúa, thì những gì chúng ta sống theo lời Chúa đó sẽ không có mất. À, như vậy là trong sự sống sau đời này, chúng ta không phải về với Chúa với đôi bàn tay trắng, mà chúng ta về với Chúa với những việc lành, với những việc tốt mình làm cho Chúa và làm cho nhau. Cho nên có lần Chúa Giêsu nói, ai cho kẻ bé mọn dù chỉ một chén nước lã, người đó cũng chẳng mất phần thưởng đâu. Chia sẻ cho nhau một chén nước cũng không mất. Thì một lời kinh nguyện chúng ta dâng lên Chúa cũng đâu có mất. Một giây phút chúng ta yêu mến Chúa, ở bên Chúa, chiêm ngắm thánh thể cũng không có qua đi, cũng không có mất, cũng sẽ tồn tại, có giá trị trước mặt Chúa. Một lần chúng ta động viên người khác đúng lúc,
Một lần chúng ta chia sẻ với anh em một bữa ăn, một tâm tình yêu mến, một sự tha thứ, điều đó là chúng ta đang thực hiện lời Chúa, cho nên điều đó vẫn sẽ còn tồn tại trong sự sống đời sau. Và chúng ta nghe trong bài đọc 1, bài đọc 1 diễn tả rất là nhiều viễn tượng ghê sợ, nhưng sau đó diễn tả đến một viễn tượng là con người sẽ ở với chúng ta, sẽ phán xét chúng ta. Con người đó chính là ngôi lời, cho nên lời Chúa sẽ phán xét chúng ta, những gì chúng ta làm hàng ngày, điều tốt hay điều xấu chúng ta làm cho người khác cũng sẽ còn tồn tại trong sự sống đời sau, chứ không phải về với Chúa với đôi bàn tay trắng. Cho nên khi chúng ta nhìn ngắm viễn tượng cánh chung, viễn tượng qua đi của vũ trụ, hay là thân phận cát bụi của con người, cát bụi của vũ trụ, chúng ta không chỉ như thế mà mình thất vọng, mình chán nản vì lo lắng, vì sợ hãi, mà chúng ta biết chắc là những điều tốt mình làm sẽ tồn tại. Cho nên lúc mà mình còn khỏe, lúc mà Chúa còn cho mình đang sống ở đời này, còn có thể thở được, thì chúng ta hãy cố gắng làm tất cả những điều nào có thể cho Chúa và cho anh em, tôn vinh Chúa và giúp đỡ nhau, vì những điều đó sẽ còn tồn tại mãi, chứ không chỉ không phải vì thất vọng, vì lo lắng mà chúng ta sợ hãi và buông xuôi. Amen. Ngày cánh chung, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ 2021. Đây là thời gian giáo hội cho chúng ta nghe những bài tin mừng nói về thời sau hết, thời cánh chung. Nói về cánh chung thì người ta chia làm hai loại: cánh chung vĩnh cửu và cánh chung tạm thời. Về cánh chung vĩnh cửu, đó là thời điểm của cuộc phán xét chung diễn ra khi Đức Giêsu quang lâm. Lúc đó mọi người đã chết được sống lại, người công chính cũng như kẻ có tội đều sống lại. Sách Công vụ Công đồ 24 câu 15. Thánh Gioan cũng viết: đó sẽ là giờ các kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Đức Kitô và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Về thời điểm của cuộc phán xét chung này, thì theo mặc khải của Chúa Giêsu và theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, thì chỉ có Chúa Cha mới biết rõ ngày giờ, chỉ một mình người quyết định khi nào sự kiện ấy xảy ra. Không ai biết hết. Hiện nay có nhiều nhóm phái sứ điệp từ trời, họ chuyên nói về cái thời điểm này, thời điểm tận thế, thời điểm cánh chung, và nhiều người theo. Và chúng ta để ý, có một điểm chung nơi những người này, đó là sự lo sợ, bất an. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Tin mừng đích thực của Chúa thì luôn đem lại bình an và yêu thương. Chúng ta đừng quá lo lắng về thời điểm cánh chung vĩnh cửu này và cuộc phán xét chung này. Cái đó Chúa lo, mình đâu biết ở đâu mà lo. Cái chúng ta cần lo chính là cái cánh chung tạm thời, cánh chung của mỗi người chúng ta. Đó là khi mỗi người chúng ta qua đời. Đó là cuộc phán xét riêng của mỗi người, từng người chúng ta. Nó xảy ra ngay khi mỗi người chúng ta qua đời, lìa bỏ trần gian này. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy, ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Kitô. Linh hồn hoặc phải qua một cuộc thanh luyện, hoặc được hưởng phúc trên trời, hoặc xa địa ngục vĩnh viễn. Đó là cái mỗi người chúng ta cần lo, cần chuẩn bị. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dường như tiếc xót cho các tông đồ cũng như những người đương thời, vì họ giỏi giang trong việc đoán biết các dấu chỉ thiên nhiên mà họ để qua đó họ chuẩn bị cho đời sống thường ngày của mình. Nhìn cây vả đâm chồi thì biết mùa hè đến, nhưng họ lại mù tối trong việc đoán biết các dấu chỉ thiên liêng mà Chúa gửi đến cho họ. Và vì thế họ chẳng chuẩn bị gì, chẳng nghe đón tiếp cho phần rỗi của mình.
Và có lẽ chúng ta ngày nay cũng vậy. Liệu chúng ta có thấy được ý Chúa gửi đến với chúng ta qua biết bao biến cố trong cuộc đời, qua thiên nhiên, qua bệnh tật, qua thành công, qua thất bại? Nhìn một người từ giã cõi đời với hai bàn tay trắng, chẳng lẽ chúng ta lại không biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới là lẽ sống, là cùng đích của cuộc đời mình sao? Có một vương quốc châu Phi cổ đại, họ có một tập tục rất lạ, là hễ ai được bầu làm vua thì sau 3 năm làm vua sẽ phải bị đày đi ra hoang đảo. Vì thế dù được làm vua thì rất sướng, nhưng ít người muốn được làm, vì sợ sau đó sẽ phải sống cô đơn và chết một mình trên hoang đảo. Có một chàng thanh niên khôn lanh cũng được bầu làm vua. Thay vì trong 3 năm làm vua anh ăn chơi hưởng thụ, thì anh lại ra sức dùng tiền của để thuê người cải tạo xây dựng nhà cửa trên hoang đảo mà anh ta sẽ tới. Anh cũng đem đến đó rất nhiều cây cối, rau củ quả, tật của cải vật chất. Vì thế khi hết thời hạn 3 năm làm vua, anh đem cả gia đình và những người thân yêu, những người muốn theo anh ra hoang đảo sinh sống, thành lập vương quốc mới, sống cuộc đời hạnh phúc. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết nhìn xa trông rộng như vậy để lo chuẩn bị cho phần rỗi đời đời của mình. Amen. Những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội dùng tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình những ngày đi lên Jerusalem để chịu cuộc thương khó, để nhắc nhở cho mỗi một người chúng ta hãy sẵn sàng, hãy tỉnh thức. Vì chắc chắn sẽ đến ngày chúng ta đối diện với Chúa. Nhưng giáo hội dùng tâm tình tín thác, tin yêu nơi Chúa. Như ngày hôm nay chúng ta thấy đó, còn có một ngày nữa là chúng ta hết năm phụng vụ. Thì giáo hội đã dùng lời của Chúa Giêsu nói rằng mọi sự sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ không qua đâu. Để động viên, để khích lệ mỗi một người chúng ta tin tưởng, tín thác vào tình yêu của Chúa, vào sự mong đợi của chính Ngài nơi chúng ta. Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta. Và cái điều còn lại đó, chúng ta biết rất là rõ, mình cần phải sẵn sàng, mình cần phải tỉnh thức, mình cần phải đứng dậy, ngẩng đầu lên. Nhưng việc còn lại là hỏi mình ngày hôm nay, tôi thực sự đã sẵn sàng, đã tỉnh thức như thế nào? Nó vẫn là câu hỏi đọng lại trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta từng ngày, từng ngày. Và cái câu trả lời không ai trả lời thay cho chúng ta cả. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, trước khi chúng ta nghe trích đoạn tin mừng hôm nay, thì một trích đoạn trước chúng ta đã từng được nghe Thánh Luca ghi nhận một lời nói, một lời tiên báo khá rùng rợn của Chúa Giêsu về những ngày tận thế. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Muôn dân sẽ hoang mang, người ta lo sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Những lời nào mà Chúa Giêsu vừa nói ra đấy có vẻ như giống trào lưu của những người tung tin đồn về những thảm họa. Thực ra không phải vậy. Chắc chắn đây không phải là cách mà Chúa Giêsu muốn làm để hù dọa người khác. Ngài chỉ muốn cho chúng ta hiểu rằng mọi thứ trên đời này không có gì là vững vàng hết. Cả những biểu tượng của sự vững chắc, mặt trời, mặt trăng, các vì sao tinh tú trên trời, không có gì là ổn định như người ta nghĩ, không có gì là vững vàng mãi như người ta nghĩ.
Chúa Giêsu chỉ muốn nói những điều đó để cảnh báo cho chúng ta về sự bất định của mọi sự trong vũ trụ này. Mọi sự đều qua đi. Nhưng dù sao khi nghe xong, chúng ta vẫn thấy cảm thấy hụt hẫng, vẫn cảm thấy lòng mình đọng lại sự hoang mang, sự nghi ngại. Bởi vậy, liền sau đó là trích đoạn tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu cho chúng ta một chiếc phao cứu hộ để giữa biển đời của những thông tin cuồng phong về ngày tận thế, Ngài giúp cho chúng ta được trấn an bằng một niềm vui ngay lập tức. Vẫn có một điều sẽ không bao giờ sụp đổ, mà mỗi người chúng ta lấy đó như một chiếc phao cứu sinh cho mình. Đó là lời Chúa. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Phải, lời của Thiên Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Lời của Thiên Chúa là một thông điệp gợi ý để cho mỗi người chúng ta định hướng lại những chọn lựa trong cuộc đời mình. Lựa chọn nào đúng sẽ đi đến một quyết định đúng. Lựa chọn nào sai sẽ làm hỏng cả một tương lai chúng ta. Chúng ta đầu tư vào những thứ sẽ qua đi, hay là chúng ta đầu tư nơi lời Chúa sẽ tồn tại muôn đời cho chúng ta? Hôm nay phụng vụ lời Chúa nhắc lại cho chúng ta về những cuộc chọn lựa đó. Chúng ta biết rồi, nhưng phải kiên vững chọn lựa cả đời, chọn lời Chúa làm chiếc phao cứu sinh cho cả đời của mình. Đây cũng là một thách đố không dễ chút nào, bởi vì bản chất tự nhiên của chúng ta luôn luôn bám vào những gì chúng ta thấy trước mắt, những gì chúng ta sờ được, chạm lấy được. Nó thực tế và nó an toàn hơn trước mắt chúng ta. Cho nên những thứ trên cuộc đời này, những thứ mà chúng ta vẫn được đức tin soi sáng là không thể bền vững, nhưng nó vẫn hấp dẫn chúng ta, vẫn lôi kéo chúng ta và làm cho chúng ta dường như đi về phía nó hơn là đi về phía Chúa. Có thể nói, trong thời cuộc hôm nay, thời cuộc của những ngày mà đại dịch vẫn tiếp tục kéo dài, làm cho tâm hồn chúng ta siêu vẹo, chúng ta cảm thấy như mình đang bị cảnh báo những gì mà thế giới này đang trải qua, làm cho chúng ta cảm thấy nước Thiên Chúa gần hơn chúng ta bất cứ một thời đại nào. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗi lo lắng, bên cạnh những hồn siêu phách lạc của biết bao nhiêu tâm hồn đang ngã quỵ, người tín hữu chúng ta cần phải biết khám phá ra giữa thời cuộc đầy những biến động này biết bao nhiêu những dấu chỉ tích cực, những dấu chỉ của niềm vui, dấu chỉ của sự hy vọng, nơi tất cả những sáng kiến của sự san sẻ, yêu thương và bác ái, những tư tưởng đẹp vẫn trổ sinh khắp đó đây để khích lệ nhau sống vững vàng trong thời cuộc hiện tại, vẫn tiếp tục trổ sinh một nếp sống cầu nguyện dù là qua những phương tiện trực tuyến, nhưng vẫn đầy ắp những người đang muốn khao khát tìm đến với lời Chúa để được củng cố niềm tin và sự chờ đợi trong rất nhiều những tâm tình khác nhau của người đời. Chúng ta hãy cùng nhau chạy đến với thánh tâm Chúa Giêsu để thưởng thức tình yêu và sự chờ đợi của Chúa mong muốn chúng ta hoán cải. Chúng ta sẽ chọn lối sống tỉnh thức, cùng nhau đẩy lùi trào lưu tục hóa, trào lưu sống trong bi quan, chán nản, thiếu hy vọng. Lối sống ấy mà mỗi người chúng ta đang vươn tới phải là một lối sống của những cuộc đời biết bám lấy lời Chúa
như một phương tiện để củng cố cho những bước chân vội vàng đi về nhà Chúa của chúng ta. Chúng ta cần phải luyện tập sống những đòi hỏi của tin mừng để chúng ta không gục ngã trước những thách đố của thời cuộc này. Chúng ta có nhiệm vụ biến lời của Chúa trở nên máu thịt của mình thành cách thức sống đạo mỗi ngày của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta thêm sức sống cho trái đất này, tiếp sức cho nhau để biến tất cả môi trường sống của chúng ta trở nên một thế giới mới để chờ đợi Chúa đến với trái đất này. Có vậy, ngày tận thế mới không phải là một ngày tai họa, không phải là một thảm họa đối với tất cả chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy những mất mát trước mắt, những buồn khổ trước mắt, chúng ta không ngã quỵ. Trái lại, sẽ khích lệ mỗi người chúng ta để mỗi ngày chúng ta nhìn thấy nước Chúa đang hiển trị trong chính những điều bất ưng, trong chính những điều mà thời cuộc đang nhấn chìm những người thiếu hy vọng. Xin Chúa tiếp sức ấy cho mỗi người chúng ta. Kính thưa ông bà anh chị em rất quý mến, trong những ngày vừa qua, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được lắng nghe những đoạn tin mừng nói về các biến cố liên quan đến ngày cánh chung, ngày tận thế. Và chính bài tin mừng hôm nay là phần kết thúc của những gì Chúa Giêsu muốn nói đến ngày cánh chung đó. Nhưng điểm quan trọng, điểm chúng ta chú ý đến đó là lời kết thúc của Ngài: mọi sự sẽ qua đi, trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời nói của Chúa sẽ không bao giờ biến mất, nghĩa là tồn tại mãi mãi. Suy tư về điều này kết hiệp với bài đọc 1 trong sách Khải Huyền, nói về thế giới vật chất này sẽ tan biến mất. Thậm chí ngay cả vương triều của Satan cũng bị sụp đổ. Nhưng vương triều của Thiên Chúa, lời của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa luôn luôn tồn tại mãi mãi. Suy nghĩ như thế, tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em hai ý tưởng mà liên quan đến chính cuộc đời của mình. Điểm thứ nhất đó là trời đất sẽ qua đi. Tất cả những gì chúng ta đang chiếm hữu như gia đình, tổ ấm, công việc, lý trí và của cải vật chất rồi sẽ có ngày không còn nữa. Dù biết như vậy, nhưng trong cuộc đời của chúng ta, hầu hết chúng ta lại tìm kiếm vật chất và đặt những giá trị thành công trong công việc làm tiêu chuẩn, làm lẽ sống cho cuộc đời của mình. Vì thế rất nhiều khi mỗi người chúng ta đã chạy theo những thứ vật chất, những thứ tồn tại một cách theo thời gian, mà đời chúng ta coi nhẹ lời của Chúa. Chúng ta xem nhẹ đời sống thiêng liêng. Và sự xem nhẹ đời sống thiêng liêng đó đã được biểu lộ ở chỗ chúng ta ít cầu nguyện, lơ là đời sống cầu nguyện, không tiếp cận kinh thánh, không đọc và nghe lời của Chúa. Và trong tương giao, chúng ta đã không sống những lời của Chúa. Ai xét mình mà thấy cuộc đời của mình đang có những biểu hiện đó thì hãy coi chừng. Bởi chúng ta đang đặt đời sống này của cải vật chất lên trên cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ hai đó là lời của Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Tại sao nói lời của Chúa tồn tại mãi mãi được? Thưa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và Ngài là đấng hằng sống. Nên lời của Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Lời Chúa là lọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường ta đi. Trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta lấy lời Chúa làm lẽ sống, làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình, thì chắc chắn chúng ta không bị trật hướng. Và chính lời của Chúa
sẽ thấm nhập, sẽ biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta nên hoàn hảo, để chúng ta nên tốt hơn mỗi ngày. Kính thưa ông bà anh chị em rất quý mến, chúng ta ý thức lời của Chúa quan trọng như vậy. Và nếu chúng ta lấy lời của Chúa như là cái chiếc phao của sự sống, lấy lời của Chúa làm lẽ sống là cuộc đời của mình, thì chắc chắn mỗi ngày chúng ta sẽ tìm dịp để tiếp cận lời của Chúa qua tham dự thánh lễ, qua đọc kinh thánh, qua nghe kinh thánh trên các video hoặc các clip mà ngày nay trong mạng xã hội người ta up những chia sẻ, những đoạn lời Chúa rất là nhiều. Và từ việc lắng nghe lời của Chúa đó thì đi vào tương giao cuộc sống, mỗi người chúng ta sẽ nhạy bén để nhận ra các dấu chỉ của thời đại, những biến cố trong cuộc đời của mình mà sống theo thánh ý Chúa. Và chính được lời Chúa khuân đúc và hướng dẫn, thôi thúc thì đi vào tương giao với anh chị em chúng ta, chúng ta sẽ biết yêu thương, chúng ta sẽ biết phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và quảng đại, chúng ta sẽ biết tha thứ cho anh chị em của mình. Kính thưa ông bà anh chị em rất quý mến, lời của Chúa hôm nay kết thúc những điều Ngài nói liên quan đến ngày tận thế. Chúng ta hãy luôn nhớ trong cuộc đời của mình, trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời của Chúa và hiệu quả của lời của Chúa trong cuộc đời của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi. Khi chúng ta biết đón nhận lời của Chúa và sống theo lời của Chúa dạy, thì chắc chắn đến ngày cuối cùng của cuộc đời của chúng ta, khi Chúa đến với chúng ta một cách dứt khoát, thì chúng ta sẽ ra với tâm trạng hân hoan, đứng thẳng và ngẩng cao đầu để đón nhận hồng ân cứu độ mà Chúa muốn trao ban. Cầu chúc ông bà anh chị em luôn luôn lấy Chúa làm gia nghiệp của đời mình và lấy lời của Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu là đấng xót thương, đấng hiền lành, xin biến đổi cuộc đời chúng con để chúng con say mê lời của Chúa và sống lời của Chúa trong cuộc đời của mình. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta khi nghe những lời Chúa nói về ngày cánh chung, tức là ngày tận thế, ngày Chúa lại đến, chúng ta thấy có thể nói có những dấu chỉ, những mô tả làm chúng ta hoang mang, như chúng ta vừa đọc trong sách bài đọc thứ nhất, trích sách Daniel. Những sách như sách Daniel hay sách Khải Huyền, xin lỗi, nghĩa là sách Khải Huyền, thì viết bằng một lối văn người ta gọi là lối văn Khải Huyền, tức là nói về những sự cuối cùng tương lai sẽ xảy đến, nhưng bằng những hình ảnh ẩn dụ và thường là khó hiểu. Và Chúa Giêsu không muốn để chúng ta hoàn toàn hoang mang mơ hồ, cho nên Ngài chỉ dẫn cho chúng ta cách thức. Giống như chúng ta thấy các em thiếu nhi chẳng hạn chơi những trò chơi gọi là mật thư, những dấu chỉ, những ký hiệu thật là khó hiểu, nhưng bên cạnh đó có một cái chìa khóa để giải cái mật mã, giải mã cái mật thư đó. Cái chìa khóa để giải mã những sự sẽ xảy đến, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, hãy nhìn những sự gọi là biến đổi, thấy những cây vả cũng như các cây khác đâm chồi thì biết mùa hè đến. Nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những sự thay đổi như cây cối lá mọc lên rồi vàng rồi rụng rồi hoa trổ hoa rồi kết trái, tất cả những điều đó nó luôn biến chuyển. Thế nhưng có một điều không đổi, đó là cái quy luật, cái quy luật của tự nhiên,
quy luật của cây vả, quy luật của hạt lúa, nó không biến đổi. Và nhờ những cái không biến đổi đó, người ta hiểu được ý nghĩa của những điều biến đổi. Thế thì trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, điều không biến đổi đó là gì? Chúa cho biết cái chìa khóa để giải mã cuộc sống của chúng ta. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Và nhờ chúng ta biết nghiền ngẫm, suy niệm lời Chúa, với tâm tình cầu nguyện, với đức tin, đức cậy, đức mến, lời Chúa sẽ là chìa khóa để chúng ta giải mã tất cả những sự khúc mắc ở đời này, để chúng ta thấy được một ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Tôi xin lấy một hai ví dụ mà chúng ta đã nghe được trong lời Chúa mấy ngày hôm nay. Cách đây mấy ngày, chúng ta nghe đọc sách tiên tri Daniel nói về một giấc chiêm bao mà nhà vua thấy một bức tượng kết hợp bằng đủ thứ chất liệu vàng, bạc, đồng, sắt, rồi cả đất sét. Tiên tri Daniel đã giải thích cái bức giấc chiêm bao đó hơn như là các vương quốc nối tiếp nhau, để rồi lại cũng đến hồi tan rã. Nhưng một điều không thay đổi và sẽ trường tồn, đó là một viên đá từ núi đá tách ra, phá hủy cái bức tượng đó và sẽ lớn lên và không bị tận diệt. Dưới góc nhìn của lời Chúa, của đức tin, đó chính là giáo hội mà Chúa nói, dù những thế lực của ma quỷ cũng không phá nổi giáo hội được xây dựng trên nền đá tảng đức tin. Nền tảng là Phêrô, con là đá, trên đá này ta sẽ xây giáo hội của ta, mà những quyền lực hỏa ngục không thể phá nổi. Đó là một ví dụ để chúng ta nghiền ngẫm những sự đời này, và dưới ánh sáng của lời Chúa chúng ta hiểu ra được ý nghĩa, và chính nhờ thế chúng ta có được niềm tin tưởng, niềm cậy trong phó thác, để có thể đứng vững trước mặt con người, đứng thẳng và ngẩng đầu lên như lời Chúa chúng ta nghe hôm qua và hôm nay được nhắc lại trong câu tung hô tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa và lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả và một số các loại cây để diễn tả mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Cây vả là một thứ cây quen thuộc trong tin mừng. Chúa Giêsu nhiều lần dùng cây vả để nói dụ ngôn, như Chúa Giêsu thấy ông Natanael là một nhà thông thái ngồi dưới gốc cây vả, hay là dụ ngôn cây vả trong vườn nho, rồi cây vả không sinh trái. Rồi Thánh Matthew cũng viết lại trong tin mừng của Ngài: cứ xem quả thì biết cây, có ai hái được quả nho trong bụi gai, có ai hái được trái vả trong khóm nho chăng. Đó. Vậy thì hình ảnh cây vả được Chúa Giêsu dùng trong bài tin mừng hôm nay nhắc đến sự xuất hiện của nước Thiên Chúa. Khi nhìn thấy cây vả bắt đầu đơm hoa kết quả, thì người Do Thái họ biết rằng mùa hè đã gần đến. Đó là vì vị trí địa lý của dân Do Thái, của cái nước Do Thái nó là như vậy. Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta, khi mùa xuân đến thì chúng ta thấy cây cối đâm chồi nảy lộc để chào đón Chúa Xuân.
thì cây vả nó cũng nằm trong cái trường hợp là như vậy. Vậy thì Chúa Giêsu chính là mùa xuân đến để loan báo lời chân lý của Thiên Chúa cho nhân loại. Những ai đón nhận Chúa Giêsu cũng như đón nhận những giáo huấn của Chúa thì sẽ được đâm chồi nảy lộc như cây cối vào mùa. Ai không tin vào Chúa Giêsu thì sẽ bị héo úa tàn phai. Giống như cây cối luôn hướng về ánh mặt trời như là một sự khao khát cần tiếp nhận ánh sáng cho sự sống của mình, cho sự quang hợp, thì mỗi người chúng ta cũng giống như cây cối. Mỗi người chúng ta cũng hướng về Chúa Giêsu là mặt trời công chính, để chúng ta có một cái tư thế hướng về, vươn mình về phía ánh sáng của Chúa Giêsu là mặt trời công chính, để tiếp nhận Chúa, đón lấy Chúa, khao khát Chúa, tư thế đứng thẳng và vươn mình lên là một tư thế của người công chính. Cái tư thế đứng thẳng và ngẩng đầu lên ấy để nhạy bén tiếp nhận những lời chân lý của Chúa, ngõ hầu chúng ta đạt được sự sống đời đời. Sứ điệp lời Chúa trong thánh lễ hôm nay mời gọi tất cả chúng ta hãy biết đón nhận ơn Chúa trong cuộc sống hàng ngày, nhạy bén với những dấu chỉ của hiện tại, hướng lòng về những chuyện trong tương lai. Hành động đón chờ phải là hành động của người đứng thẳng và ngẩng đầu lên, đứng thẳng và ngẩng đầu lên trong tư thế tỉnh thức và chờ đợi để đón nhận ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được yêu mến Chúa, xin cho con được sinh hoa kết quả nhờ được gắn liền với Chúa. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang ở tuần lễ thứ 34 mùa thường niên, cũng là tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Phúc âm của tuần này hướng chúng ta đến những điều Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung. Hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng, cũng như quy luật của cây vả trong thiên nhiên, khi chúng đâm chồi thay lá thì mọi người biết được rằng mùa hè đã sắp đến. Tương tự như vậy, khi các sự việc ấy xảy đến thì các con phải biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Một câu hỏi có thể được đặt ra: các sự việc ấy là những việc nào? Câu trả lời nằm ở bài phúc âm của ngày hôm qua. Đó là việc Jerusalem bị tàn phá. Đó là những điềm lạ xuất hiện trên bầu trời, vũ trụ. Và Chúa Giêsu nói tiếp rằng trời đất này sẽ qua đi, nhưng mà lời của Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Như vậy, cho dù gọi bằng cụm từ nước Thiên Chúa, nhưng nếu liên kết với các đoạn phúc âm trước đó thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra được rằng Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ của mình về sự chắc chắn phải xảy đến của một sự kiện rất đặc biệt, đó là ngày cánh chung. Phúc âm của Thánh Gioan từ chương 13 trở đi đã bắt đầu tường thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với bữa ăn sau cùng và việc rửa chân cho các môn đệ. Trong khung cảnh với nhiều tâm tình và cảm xúc đang xen với nhau như thế, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng: anh em đừng buồn rầu, xao xuyến.
Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em. Nếu thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì thầy sẽ lại đến để đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó. Những lời này, ngay lúc ấy, con tin chắc chắn là các môn đệ sẽ không hiểu biết một chút nào cả. Thế nhưng, sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, thì những lời này được liên kết với giáo lý của Chúa Giê-xu về Ngài cánh chung, đã trở thành một lời tuyên xưng rất quan trọng của Hội Thánh trong Kinh Tin Kính. Tôi tin kính Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Người chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như vậy, hôm nay thêm một lần nữa, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta về sự chắc chắn phải đến của ngày cánh chung, ngày cuối cùng của vũ trụ, ngày chung cuộc của muôn loài muôn vật, để chúng ta có một thái độ xứng hợp hơn trong đời sống hàng ngày của mình, trong tư cách là một Kitô hữu. Như vậy, ta phải chọn cách sống nào để gọi là phù hợp với giáo lý đức tin Kitô giáo. Thưa, đó chính là sống tỉnh thức, một thái độ sống mà Chúa Giê-xu đã nói khá nhiều trong phúc âm. Tỉnh thức có thể được nhìn và hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng cá nhân con nghĩ rằng nó phải là một sự nhận thức đúng đắn về sự hiện hữu của muôn loài muôn vật trong thế giới này, mà trong đó có sự hiện hữu của chúng ta. Hình ảnh Jerusalem trong phúc âm của những ngày vừa qua, con nghĩ đó là một cái sự kiện tiêu biểu cho tính hữu hạn của con người. Lộng lẫy, kiên cố, quy mô, mọi sự tưởng chừng như là vĩnh cửu với thời gian, nhưng rồi phải đến một ngày quan tàn đổ nát như phúc âm đã thuật lại. Mặt khác, sự hiện hữu của chúng ta và mọi thứ trên cõi đời này cũng được mô tả cách rõ ràng trong sách Giảng Viên rằng có thời được sinh ra, có lúc phải lìa thế, có thời để mọc lên, có lúc bị nhổ đi. Chấp nhận điều này như một quy luật tất yếu của cuộc sống, con cho rằng đó là biểu hiện đúng đắn của tỉnh thức. Sự nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có được một cuộc sống quân bình và ý nghĩa hơn, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được hai thái cực trong cuộc sống. Một là sống như thể không bao giờ chết, hai là đằng nào cũng chết, cho nên tìm mọi cách để tận hưởng cho bản thân bằng bất cứ giá nào. Thưa quý ông bà, anh chị em, mục tiêu lớn nhất cũng là mục tiêu cuối cùng của người Kitô hữu, đó chính là được dự phần với Chúa trong nước trời ở đời sau vĩnh cửu. Không đạt được mục tiêu này, con nghĩ là
đó không phải là thất bại nữa, mà theo mô tả của phúc âm, đó là một sự kinh hoàng. Nhạc sĩ Hoàng Vân trong nhạc phẩm Hát về cây lúa hôm nay đã viết: ngày mai tươi sáng của quê hương đất nước đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Con cũng tin rằng ngày mai vĩnh cửu của chúng ta cũng đang bắt đầu từ cuộc sống hôm nay. Hôm nay tôi sống như thế nào thì tôi cũng sẽ gặp lại chính nó ở ngày mai vĩnh cửu của tôi.